Xin chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay tiếp tục review một cái lô vườn tiêu cà phê sầu riêng. Đây, tiêu rất là đẹp nha các bạn nha. Tiêu rất đẹp. Sầu riêng thì chủ nhà vừa mà trồng được năm thứ nhất ở trên 400 cây nha các bạn. Tiêu hầu như là cày trên 5 mét nha các bạn nha. 5 mét. Đấy. Chủ tiêu thì có họ trồng vào cây cổ su nha các bạn. Đây. Người ta chắc ngọn hết rồi. Trên 400 chủ tiêu nha các bạn nha. Trên 400 chủ tiêu. Còn sầu riêng thì cũng trên 400 gốc. Và tổng diện tích thì gần 128 nha các bạn nha. Gần 128. Đất tại xã Eo Quế, huyện Cư Mơ Nga, tỉnh Đắk Lắk nha các bạn nha. Tiêu rất là đẹp nha các bạn nha. Đấy, tiêu rất đẹp. Thì báo cáo với anh chị, cô dì, chú bác, thiên chị ấy làm ở đấy thì cứ alo theo số điện thoại 033-873-4747 nha các bạn nha. Đây, sầu riêng cũng vừa mà trong năm thứ nhất đây. Đấy, trên 400 cây nha các bạn nha. Đấy, trên 400 cây. Nó rất là đẹp. Đấy. Tiêu thì khỏi phải chê đấy các bạn. Giá cũng hợp lý thôi các bạn. Chủ nhà đưa ra bán một sao 85 triệu nha các bạn nha. Đấy. Nhắc lại là 85 triệu. Gần 1 hectare nha các bạn nha. Đất pha sỏi nha các bạn. Đấy. Đây. Đất pha sỏi. Đấy. Đây nha các bạn, đất pha sỏi. Đấy. Sổ riêng thì họ cũng vừa, chủ nhà cũng vừa mới trồng này. Tức là chủ nhà cũng vừa mới trồng theo hàng rồi các bạn ạ. Chỉ có chăm sóc thôi. Chăm sóc là ok rồi. Đấy. Tiêu rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Tiêu đẹp các bạn. Nhắc lại các bạn là đất tại Quế, huyện Cư Mơ Nga, tỉnh Đắk Lắk nhá. Các anh chị có gì chú bác thiện chí làm rẫy thì cứ alo theo số điện thoại 033-873-4747 nhá. Đây, cũng có trong cà phê bên này, nhưng mà chủ nhà chuẩn bị cũng chặt phá hết cây cà phê để trồng sầu riêng nha các bạn. Đây, có một hàng sầu riêng luôn. Chủ nhà trồng theo quy hoạch, theo hàng rồi. Đấy. Đây thì trên 400 trụ tiêu nha các bạn nhé. Năm nay thì tiêu rất là nhiều trái nha các bạn. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Đấy. Tiêu đẹp. Tiêu các anh chị mà làm rẫy thì coi không phải với bàn tàn. Đấy. Không phải chê. Tiêu nó đẹp. Thì có cà phê thì mục tiêu của chủ nhà thì đây. Theo hàng hết. Sầu riêng theo hàng hết đây các bạn nha. Đấy. Tiêu đẹp lắm. Trái nhiều. Đấy. Các bạn nào mà cứ có thiện chí mua thì cứ alo cho mình nha, theo số điện thoại trên. Đấy, tiêu đẹp lắm. Đấy. Giá cũng hợp lý. Đấy, các bạn. Bia đỏ, điện nước đầy đủ nha các bạn nhá. Đấy, nhắc lại. Đấy, đất không có tranh chấp với ai nha các bạn. Đấy. Nên là mua thì các anh chị cứ yên tâm. Đây, hiện tại chòi của chủ nhà này đang để tạm cho công nhân làm việc. Đấy. Chủ nhà đưa ra cái giá cũng hợp lý. Đấy. Đất thì cũng ôm suối nha các bạn nhé. Đất bằng á, cũng không bằng lắm đâu, nhưng mà so với hiện tại bây giờ nó đẹp. Đấy, các bạn. Đấy. Cách quốc lộ 29 là khoảng 2 km nha các bạn nhé. Đấy. Đó. Rẫy tại xã Quế, huyện Cư Mơ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Nhắc lại cho các bạn nhớ. Đấy. Trước khi tạm dừng video thì cũng rất là nhiều nguồn. Đó. Đất bạc tiền, đất cao su và đất cà phê, đất sầu riêng. Nên các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha các bạn nha. Thì sầu riêng thì cũng rất là đẹp đấy. Báo cáo với các bạn thì cũng tổng diện tích là nhắc lại là gần 1,8 nha các bạn nha. Trước khi tạm dừng video, mong các bạn chia sẻ cho các anh chị thiện chí làm rẫy nha các bạn nha. Đó là đường đi về nha các bạn. Cách quốc lộ 29 là khoảng 2 km. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào tạm biệt.